Dương Hiền mến chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày 12 tháng 6 trên kênh Xem Về TV. Bản tin hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Xin cha mẹ hàng trăm triệu đi du học, nữ sinh đậu hết vào đa cấp. Chạy chứng chỉ hành nghề y giá hàng trăm triệu đồng. Bom hàng không rõ lý do, khách hàng có thể bị phạt 6 năm tù. Trần Đức Bò đem về cả tá lời chỉ trích vì làm lố. Những ngày gần đây, rộ lên nhiều nữ sinh đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh bỗng dưng mất tích cùng với số tiền khủng xin từ gia đình, mặc dù biết con mình dính vào bẫy đa cấp nhưng không cách nào kéo ra được. Để có được sự tin tưởng từ gia đình, các sếp ở tên khởi nghiệp sẽ làm giả hồ sơ du học có mộc đỏ, chữ ký đàng hoàng để sinh viên đem về xin tiền bố mẹ. Con số lên đến hàng trăm triệu đồng là quá sức, nhưng vì thương con, nở mày nở mặt vì con được đi du học nước ngoài, bố mẹ đã chạy về khắp nơi gom đủ tiền. Và kể từ đó, không còn liên lạc được với con nữa. Mới đây, em T, 19 tuổi, quê Bình Định, thuê trọ ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đã bị gia đình phát hiện khi đang tham gia khởi nghiệp. Cô sinh viên này xin gia đình gần 500 triệu để đi du học, cho biết người ta tài trợ chi phí hết 70%, còn lại là 30%. Cẩn thận hơn, T có mang giấy tờ chứng nhận bên nước ngoài gửi về cho bố mẹ xem. Sau khi nhận được tiền từ bố mẹ, cô gái rời khỏi nhà và không liên lạc được. Gia đình vô cùng lo lắng. Lục lại trong máy tính cho thấy T có sinh hoạt với một nhóm người với slogan làm giàu không có. Họ còn đưa ra những chiến thuật kinh doanh sặc mùi lừa đảo. Tuy nhiên, đây không phải điển hình mà ngoài ra vẫn còn rất nhiều trường hợp khác. Như em L, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, quê Quảng Nam cũng mất tích một cách khó hiểu, đến nỗi bố L phải bắt xe từ quê vào để tìm con. Sau nhiều ngày phối hợp cùng lực lượng chức năng, ông đã tìm thấy con gái ở ổ đa cấp quận 9. Được biết, trước đó L có gọi về nhà nhờ cha mẹ chuẩn bị 200 triệu đồng để đi du học và bố mẹ vừa chuyển tiền thì bị rút sạch để nộp cho sếp. Hiện team làm giàu của L đã đóng cửa, mất trắng 200 triệu. Lừa sinh viên bán hàng đa cấp, đóng tiền hàng trăm triệu là vấn đề nhức nhối hiện nay. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng dường như năm nào cũng có sinh viên bị sập bẫy, lao đào trong nợ nần và những team tương tự như làm giàu không có, kiếm nghìn đô trong một tháng vẫn nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật. Mới đây qua rà soát, kiểm tra hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện 4 trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cụ thể các trường hợp này gồm Huỳnh Văn Bình 35 tuổi, Hứa Chí Cường 38 tuổi, Lê Anh Tài 42 tuổi, Huỳnh Thanh Dầu 44 tuổi đều có trình độ chuyên môn là bác sĩ đa khoa. Theo kết luận của thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk cuối năm 2017 thông qua mạng xã hội Facebook, ông Huỳnh Văn Bình đã liên hệ với một phụ nữ tên Như Ý ở thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ làm chứng chỉ hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bà Ý hướng dẫn ông Bình gặp bà Lê Thị Ánh Hồng, tự xưng là bác sĩ chuyên khoa da liễu trú Đắk Lắk. Sau khi thương thảo, ông Bình chấp nhận chi số tiền 220 triệu đồng để bà Hồng làm thủ tục các chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Số tiền này được chuyển 3 lần vào tài khoản của bà Hồng. Vào tháng 7 năm 2018, bà Hồng đưa ông Bình đến phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bổ sung hồ sơ, nhận quyết định tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành tại khoa chấn thương chỉnh hình do giám đốc bệnh viện ký. Đến tháng 1 năm 2019, ông Bình nhận được chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Đắk Lắk cấp. Theo quy định, ông Bình phải tham gia thực hành tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 18 tháng. Tuy nhiên, qua thanh tra xác định, ông Bình chỉ tham gia thực hành tại bệnh viện trong một tháng, tháng 7 năm 2018. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở đã ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với 4 trường hợp nêu trên, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan, có hình thức xử lý nghiêm minh. Mới đây tại Philippines, người mua hàng có thể phải đối mặt với án phạt 6 năm tù giam nếu hủy hàng không rõ lý do. Đây được xem là hành động vô đạo đức ở đất nước này. Nếu đạo luật bảo vệ dịch vụ giao hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm ở Philippines được thông qua, rất có thể những khách hàng hủy đơn sau khi tài xế trả tiền cho cửa hàng có nguy cơ bị phạt tiền và phạt tù nặng. Theo luật đệ trình được trình lên Hạ viện Philippines vào ngày 4 tháng 6, bất kỳ ai vi phạm sẽ phải bồi thường cho tài xế số tiền của đơn hàng bị hủy và nộp phạt 2.000 USD. Dự luật viết rằng, hình phạt dành cho các trường hợp trong đó khách hàng đặt mua thực phẩm hoặc các mặt hàng tạp hóa với mục đích chơi khăm tài xế hoặc những người không thực sự có ý định dùng dịch vụ mà lại đi đặt hàng gây thiệt hại cho tài xế và ép họ chờ quá lâu gây ảnh hưởng đến các đơn khác của họ. Đại diện đảng ICO-Picon,
Abrido Brabin cho biết ông muốn dùng luật này để ngăn chặn thiệt hại cho các tài xế bị gây ra cho những cá nhân vô đạo đức, những người hủy đơn hàng một cách vô lý, vô ý thức, vô tâm, những khách hàng phải chờ đồ ăn hơn một giờ và những người trả tiền trước sẽ không bị phạt. Tuy vậy, theo dự luật, trong trường hợp như vậy, các tài xế giao hàng lại có thể bị phạt 6 tháng tù giam. Dự luật được đệ trình giữa lúc tình hình dịch bệnh đang căng thẳng ở Philippines. Nước này hiện ghi nhận gần 22.500 ca nhiễm COVID-19 với hơn 1.000 trường hợp tử vong, cao thứ 3 Đông Nam Á sau Singapore và Indonesia. Từng làm một lần dậy sóng cộng đồng mạng Army, trên Đức Boy trở thành hiện tượng mạng tiêu cực khiến nhiều người phải ngán ngẩm. Thường xuyên quay clip làm lố, những đoạn video của anh này thật sự có viral nhưng khiến không ít người ngán ngẩm. Hơn nữa, quay clip theo phong cách như thế, nhưng hiện tượng mạng này lại khẳng định 100% mình là trai thẳng, càng khiến nhiều anti-fan công kích. Nhận mình là trai thẳng, nhưng mới đây, Trần Đức Boy xuất hiện trong một cuộc thi tài năng dành riêng cho cộng đồng LGBT, mang ca khúc Cùng Em Giả Tiếng Mèo lên sân khấu. Trần Đức Boy thể hiện bài hát theo phong cách quen thuộc của mình, không hát đúng lời mà đa phần chỉ tự biên tự chế. Anh chàng này cho rằng đây chính là tài năng của mình, tự tin và lém lĩnh. Phần dự thi của Đức Bo nhận về 2 sự ủng hộ, trong đó có Lâm Khánh Chi, một ý kiến miễn bình luận và một không đồng ý. Trong đó, người đẹp chuyển giới Nhật Hà đã nhận xét vô cùng thẳng thắn với phần biểu diễn này. Chị cũng không biết nói sao, tài năng thì cũng không phải là tài năng. Nếu chị nói say dết với em thì nó là điều không công bằng với những bạn thí sinh khác, nên chắc chắn chị sẽ nói say no. Sau khi được công chiếu trên các trang mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ sự ngán ngẩm đối với phần thể hiện của Trần Đức Bo. Hát không ra hát, đọc không ra đọc, chẳng hiểu tài năng gì ở đây nữa. Bị loại là đúng rồi, ba giám khảo kiên quyết say no là chính xác, nhường chỗ cho những tài năng thực sự khác trong cộng đồng LGBT. Mặc dù có một số cộng đồng mạng không thích phần biểu diễn này, nhưng Trần Đức Bo vẫn tự tin với bản thân vì khi có thể tự sáng tác lời bài hát theo cách riêng, đem đến cho ban giám khảo một tiết mục khá là thú vị. Bạn cảm thấy anh chàng này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé! Diệu Hiền rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tổng hợp tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.